Hello, xin chào cả nhà đã đến với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Run Viral Thiên Tài của em. Thì trước mặt của anh chị đây là những sản phẩm dòng loa FPT được nhập khẩu từ Italy. Thì đây là dòng loa mà chúng ta có thể lắp đặt hát karaoke tại nhà. Thì em xin phép được quay một vài dòng loa của FPT cũng như là giới thiệu tới quý anh chị một vài sản phẩm của dòng loa FPT Made in Italia. Thì cặp phía trên cùng là một cặp G5, cặp tiếp theo đó là FPT G8, cặp tiếp theo FPT G-Max 110, cặp tiếp theo một cặp ở phía dưới là một cặp sub 4 tấc và một cặp sub và một chiếc sub 3 tấc, một chiếc sub 4 tấc, một chiếc sub 4 tấc đó là X-Sub 15SA, chiếc sub nhỏ hơn đó là một chiếc sub FPT Supply 112SA. Một cặp tiếp theo đó là một cặp chuyên về monitor, đó là FPT Steinmetz 12MA. Thì đây là em quay chung, còn các đây là clip, cái clip này là em quay chung về dòng loa, về dòng sản phẩm của loa thôi. Còn các hộ gia đình chúng ta lắp á, thì chúng ta chỉ việc lắp một cặp loa full, một cặp loa ca cũng như là một chiếc loa sub là chúng ta có thể hát được rồi nha anh chị. Đây, đây là G5, FPT G5 Made in Italia. Chiếc loa tiếp theo đó là một chiếc loa FPT G8 cũng Made in Italia. Đây là dòng loa ạc tây liền công suất nha anh chị. Tiếp theo đó là một chiếc FPT G-Max 110 cũng Made in Italia. Thì dòng loa FPT này chúng ta có hai sự lựa chọn, một sự lựa chọn đó là được nhập khẩu và Made in Italia, nhập khẩu nguyên chiếc, cũng như là sự lựa chọn thứ hai chúng ta có thể lựa chọn FPT nhưng mà được lắp đặt tại Trung Quốc thì giá thành nó sẽ rẻ hơn nha anh chị, nhưng vẫn đều là FPT của Italy hết nha, vẫn là công nghệ của Italy nhưng mà chẳng qua là được lắp đặt tại Trung Quốc thôi. Đây, đây là một dòng X-Sub 15SA FPT X-Sub 15SA. Đây là dòng sub được lắp đặt tại Trung Quốc, được design từ Italy, Made in China. Đây là được lắp đặt tại Trung Quốc nhưng vẫn là công nghệ của Ý nha anh chị. Thì chiếc sub tiếp theo đó là một chiếc sub FPT Supply 112SA. Thì chiếc sub này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy và Made in Italia. Anh chị chúng ta có thể thấy. Thì mỗi hộ gia đình chúng ta chỉ việc mình, em xin nhắc lại, mỗi hộ gia đình chúng ta chỉ việc lắp một cặp G8 và một chiếc sub. Hai chiếc sub này chúng ta có thể lựa chọn sub được lắp đặt tại Trung Quốc thì nó sẽ, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với một chiếc sub được nhập khẩu từ Italy. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn một cặp ca G-Max 110 và một chiếc sub nào đó bất kỳ. Thì trong trong nhà chúng ta chỉ việc lắp một cặp loa ca và một chiếc loa sub thôi là chúng ta có thể hát đủ rồi. Còn chúng ta muốn nó to hơn, nó mạnh mẽ hơn, uy lực hơn thì chúng ta lắp hai cặp loa ca và một chiếc sub hoặc một cặp sub nha anh chị. Thì tùy vào nhu cầu chúng ta sử dụng và theo khẩu hình nhà của chúng ta là bao nhiêu mét vuông. Thì dòng loa FPT này tuy nhỏ, mình xin nhắc lại, tuy nhỏ nhưng mà độ la của dòng loa này rất là to, rất là dữ, công suất rất là lớn, độ la rất là tốt. Đồ được nhập khẩu từ Italy thì chúng ta cũng hiểu rồi, nó không như những đồ Trung Quốc. Đây là dòng loa liền công suất, dòng loa ACT. Chúng ta chỉ việc kết hợp thêm một bàn mixer nữa là chúng ta hát được rồi. Thêm một cặp micro nữa là chúng ta thỏa sức để hát tại nhà. Với dòng loa FPT được nhập khẩu từ Italy. Cảm ơn anh chị đã dành chút ít thời gian để chúng ta xem clip. Ngoài các dòng loa ra thì bên em còn kinh doanh về nhạc cụ, chống đàn đầy đủ nha anh chị. Thì anh chị nào chúng ta có nhu cầu yêu âm nhạc,
inbox cho shop nhạc cụ em theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Em sẽ quay cận cảnh lại cho anh chị chúng ta nhìn thêm một lần nữa về dòng loa FPT từ Italy. Cặp phía dưới đây là một cặp FPT chuyên về monitor FPT Steinmetz 12MA. Cặp này thì nó hơi đắt một tí. Cặp này nguyên cặp này là gần 100 triệu anh chị ha, chỉ một cặp thôi là gần 100 triệu. Rồi nếu như các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh, chúng ta có nhu cầu sử dụng những đồ âm thanh tốt xịn như thế này, được nhập khẩu như thế này, thì inbox cho em theo số điện thoại 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị bạn bè Sài Gòn quý khách có thể đến tận shop để xem cũng như là nghe thử. Em demo sẵn một vài dòng loa tại shop để cho anh chị em chúng ta cùng cảm nhận, cùng nghe. Chúng ta thấy ok thì chúng ta sẽ liên hệ để chúng ta lắp đặt hệ thống âm thanh tại nhà. Thì về dòng loa này thì anh chị có nghe hay không nghe thì nó cũng thế thôi. Đồ được nhập khẩu từ Italy thì chúng ta có nghe hay không nghe thì nó vẫn hay. Chúng ta có nhu cầu sử dụng đồ xịn thì chúng ta chỉ việc lắp thôi chứ cũng không cần phải nghe thử nha anh chị. Vì nghe thử thì càng ghiền hơn, thà chúng ta không nghe, chứ chúng ta nghe rồi mà về chúng ta không lắp được thì rất là tiếc. Từ trên xuống dưới là G5, G8, G-Max 110, Sply X-Sub 15SA. Kế bên đó là một chiếc Sply 112SA. Đây là những dòng loa được nhập khẩu từ Italy. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo. Mình xin nhắc lại, nếu như hộ gia đình nào có nhu cầu lắp đặt hệ thống âm thanh FPT chuyên nghiệp như thế này tại nhà để chúng ta hát karaoke, cứ inbox cho bên shop em sẽ tư vấn cũng như là lắp một hệ thống âm thanh chuyên nghiệp hay nhất có thể cho anh chị em ở xa gần. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review tiếp theo. Bye bye.